Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Hôm nay KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách tải và đăng ký ví Tronin. Quý vị dùng điện thoại iPhone, quý vị hãy vào App Store để tải. Còn quý vị dùng các điện thoại khác thì quý vị hãy vào CS Play. Đó, quý vị hãy đánh là Tronin và chọn cái Tronin TRXBTT này, wallet này. Đó, ok. Ở đây KTV đã tải rồi, KTV sẽ chọn mở luôn này. Đó, thì lần đầu tải về nó sẽ có một cái lựa chọn. Nếu quý vị đã từng đăng ký cái ví Tronin này rồi thì quý vị bấm vào Import Accept Import Account này để đồng bộ. Rồi, còn lần đầu quý vị đăng ký thì quý vị bấm vào Create Account này. Ở cái phần này quý vị hãy nhập tên của quý vị vào. Đó, KTV sẽ nhập đại một cái tên đi. Đó, xong quý vị bấm vào Done này. Rồi quý vị bấm vào Next này. Cái phần này quý vị hãy đặt mật khẩu. Ở đây KTV sẽ công khai cho quý vị biết. Sau đó KTV sẽ xóa nó đi. Rồi nhập mật khẩu xong, quý vị bấm vào Next Step này. Ở cái phần này quý vị hãy xác nhận lại cái mật khẩu mà quý vị vừa nhập ở cái bước trước này. 1234 này và 1234. Ok, quý vị bấm vào Done. Rồi quý vị bấm vào Done để xác nhận. Ok, cái phần này là phần quan trọng nhất này. KTV lát nữa sẽ quay lại sau. Bây giờ quý vị hãy bấm vào từ Skip ở phía bên trên góc tay phải màn hình này. Rồi quý vị bấm vào cái Mi này ở phía bên dưới góc tay phải. Quý vị chọn Invite a Friend này. Đó. Đây, cái phần này quý vị nhập mã để được nhận thưởng này. Quý vị hãy bấm vào cái Clan Rework ở phía bên trên góc tay phải màn hình này. Đó, ok. Cái ô này quý vị hãy nhập cái mã. Mã là 0 này, 0 này, Z viết hoa này, chữ S viết thường này và chữ G viết hoa. Đó, quý vị nhập xong hãy bấm vào Confirm này. Ok. Một thông báo, quý vị được nhận 300 credit này. Đó. Quý vị hãy bấm vào confirm. Đó, đây, quý vị được nhận 300 point này. Khi nào cái ví Tronin này họ sẽ cho quý vị quy đổi ra cái đồng TRX hoặc BTC hoặc là ETH thì đó. Rồi bây giờ quý vị bấm trả lại này. Quý vị để ý vào cái phần đây, các các bạn access phía bên dưới này. Đó. Đây thì đây là cái danh sách các token đang có trên ví. Thì cái ví phi tập trung quý vị có thể thêm bất cứ các token nào vào, chỉ cần nó chạy trên cái nền tảng của cái ví đó. Quý vị bấm vào cái dấu cộng này, add access này. Đó, add access. Ở cái ô này, ô tìm kiếm này, quý vị hãy nhập vào, nhập cái mã token BHC này, BHC. Ok, đó, thì đây nó là cái đồng Bitdata này. Quý vị thấy này, nó màu cái ô màu đen này nó chưa được bật lên này. Thì bây giờ quý vị hãy bật nó lên. Đó, bật lên. Xong quý vị bấm vào cancel. Đó, ngoài ra quý vị có thể thêm bất cứ các đồng nào nó đang chạy trên cái nền tảng TRC10 này. Quý vị bấm trả lại này. Đó, quý vị vuốt màn hình lên. Đó, thì cái đồng Bitdata nó đã ở đây. Quý vị bấm vào Bitdata này.
Bấm vào. Rồi quý vị bấm vào cái phần resize này. Đó, resize. Hoặc là resize đây cũng được này. Đó. Cái phần này nó nhắc quý vị backup dữ liệu thì lát nữa quý vị bấm vào skip để bỏ qua này. Đó. Đây thì đây sẽ là cái mã QR code để quý vị nhận đồng Bitera gửi từ trên sàn về, hoặc là gửi từ bên stack về, hoặc gửi từ bạn bè của quý vị về. Đó. Hoặc quý vị có thể copy cái mã ký tự này. Đó. Quý vị bấm vào copy resize account này để copy này. Đó. Đấy. Quý vị hãy bấm trở lại này. Còn quý vị muốn gửi Bitera từ ví thì quý vị bấm vào send này. Đó, send. Ok. Ở cái ô này, đi saving account này thì quý vị hãy nhập cái địa chỉ ví người nhận vào đây. Đó. Quý vị lưu ý địa chỉ ví người nhận nhé. Có thể là ở địa chỉ ví trên sàn Bitera này, hoặc địa chỉ ví của bạn bè này. Rồi, cái ô này quý vị để nguyên. Rồi, cái ô số lượng này, ô số lượng quý vị muốn gửi hoặc chuyển bao nhiêu Bitera thì quý vị hãy nhập số lượng vào đây. Đó. Nhập xong thì quý vị bấm vào send. Đó. Quý vị lưu ý cái ví này nó sẽ thu phí của quý vị, phí bằng cái đồng TRX. Thì quý vị muốn chuyển đi thì quý vị phải có cái đồng TRX, mà cái đồng TRX này nó đang niêm yết trên rất nhiều sàn, sàn Binance hoặc là sàn Bitumber, sàn Natoken đều có. Quý vị có thể mua cái đồng TRX này về thì quý vị mới có thể gửi từ ví Tronling này đi được. Đó. Quý vị bấm trở lại này. Rồi tiếp theo quý vị bấm vào Mi này. Mi này. Đây, bây giờ là cái phần quan trọng nhất này, quý vị phải thao tác này. Quý vị bấm vào My Wallet này. Ok, quý vị muốn đổi mật khẩu thì quý vị chọn vào Wallet Password. Còn quý vị muốn backup cái private key này. Đây, quý vị bắt buộc phải bấm vào đây này, backup private key. Để quý vị lưu cái mã ví này vào. Đó. Bây giờ KTB sẽ backup này. Nhập mật khẩu. Ok. Đó. Thì đây quý vị hãy copy cái mã này này. Đây là cái mã ký tự này, quý vị nên viết ra giấy. Đó, quý vị bị viết ra giấy này. Copy này. Đó. Và quý vị lưu lại cái mã QR code đây này. Đó. Đó. Quý vị lưu ý cái private key này mà quý vị mà mất này thì cái số tiền trong ví quý vị không thể lấy lại được. Đó. Thì tất cả các ví phi tập trung họ đều có private key và người dùng tự quản lý. Đó. Ok. Vậy là KTV xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.